bạn nhá. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. À, bây giờ mình lại đi theo chiếc xe lông chở đá này đến công trình xây dựng trong thôn xóm để review cho các bạn xem và pha đổ ven vô cùng đẹp mắt nhá. À, những con trâu của nhà lông ngày nào cũng làm rất miệt mài. Đây rồi, lại một con ngõ vô cùng khó đi. Ngõ này vào kéo mặt. Quay này là gì? À, cho quay cho khán giả xem không ạ? À, các bác ấy thích xem công lông của người Việt Nam mình tự chế. Ở bên nước ngoài người ta không có cái xe này. Bên trong là chiếc máy bê tông đang làm việc các bạn nhé. Máy trộn bê tông cũng là tự chế luôn đấy. Một con nhỏ ngõ rất nhỏ mà lại đổ cát đấy kia, không biết là có đi được vào hay không. Sức mạnh của con này rất khỏe.
Xem video nhá, mình xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bây giờ mình phải về đi làm đây. Vừa rồi là pha đổ ven vô cùng căng thẳng và lầy lội nhá.